cái cục kia thẳng lên trên. Và đây ở bên kia có một cái rãnh nước này, đi thẳng lên rãnh nước. Học sinh tụ bò chuyển bộ khăn trở hơn bộ cho số mi chính tượng hơn học sinh tụ bò. Em sợ là nếu mà em kêu gọi giúp em thì sợ các nhà hợp tâm với các bắt chữ anh là Giang Mạch xin phép giới thiệu với quý khán giả trên kênh. Hiện tại thì gian hàng nhỏ bé của Tâm Giang Mạch có những sản phẩm bao gồm là trà đây, đấy, mật ong hoa bạc hà, sản phẩm thuốc đại tràng, HG, măng rừng này, dứa rừng này, rồi là chuối hột và đặc biệt là có sản phẩm mật ong khoái rừng tự nhiên xịn. Măng thì cực kỳ đẹp rồi. Đấy, nấm ngọc cầu ngâm rượu nhé, công dụng thì rất là rõ, bổ máu bổ thận, kích thích đường tiêu hóa thông tiểu. Đấy, bổ dương cực mạnh nhé. Đấy, hoa đu đủ này, măng rất nhiều, rượu kháu vái lèng. Đấy, mỗi khi mua sản phẩm thì sẽ được tặng thêm một chai để dùng thử. Ngoài ra thì có nụ tam thất và sản phẩm nghệ mật ong bạc hà ngâm nghệ đen, tác dụng là chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày, đấy, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra thì có bột tam thất này, đấy, và cả hạt óc chó nữa mọi người nhé. Cô ba anh chị mua thì liên hệ theo số điện thoại 0816145678 là tao do mày sẽ gửi cho ạ. Xin cảm ơn ạ. Không biết có ở nhà không nhỉ, còi mãi không thấy nghe. Xin ơi, đang đâu đây? Ra đây anh bảo. À, nó ở góc bên kia. Mình còi không thấy nghe, trời ơi. Làm gì đây? Lấy củi à? À, hai vợ chồng đang lấy củi ở đấy. Đấy là nương nhà mình à? Xin chào các anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tam Giang Mạch. Anh em mình đang có mặt ở chỗ của nhà vợ chồng Xính Ngọc. Và sau nhiều lần thì hiện tại cháu Hiệp đã có giao rồi. Một số bác cứ nhắn tin hỏi, bởi vì là cháu Hiệp hôm nọ cũng có chia sẻ với mọi người là bao giờ có giao thì sẽ quay cho các bác xem. Hiện tại cháu Hiệp đã có dao rồi mọi người nhé. Một bộ dao của cháu Hiệp dự kiến sẽ bán cho các bác là bao gồm mà sẽ bao gồm 3 loại. Đấy. Chào Xính nhá. Chào anh nhá. À, đây. Một bộ dao mà cháu Hiệp bán cho các bác thì sẽ bao gồm 3 loại. Thứ nhất là con dao chặt này này. Đấy. Hàng gửi cho các bác thì sẽ có một cái logo. Sẽ có một cái logo Tam Giác Mạch ở phía con dao nhé mọi người nhé. Con dao chặt này thì chặt tất cả các loại, dân dò các kiểu các kiểu. Tóm lại là không, ngoài sắt ra thì chặt hết, nặng khoảng 8 lạng mọi người ạ. Còn con này là con dao con dao thái thì tương tự cũng sẽ có logo. Khi mà cháu Hiệp gửi cho mọi người sẽ có cái logo của cháu Hiệp ở giữa sao này này. Dao thái này thì khoảng 3 lạng này. Còn dao lọc này thì khoảng 2 lạng. Tất cả đều có logo của cháu Hiệp nhé mọi người nhé. Logo sẽ khác ở trên này. Và chất liệu làm thì sẽ là nhíp đỏ loại 1. Đấy. Còn các bác mà cứ nghe quảng cáo trên mạng bảo là nhíp này nhíp kia thì thật ra là cái tỷ lệ nó ít lắm. Còn nhà cháu Hiệp, hàng cháu Hiệp đã kết hợp với xưởng để làm và gửi cho các bác thì cam kết luôn là sẽ là nhíp loại 1, nhíp đỏ loại 1 nhé. Đấy. Dao sẽ không rỉ, nếu mà các bác dùng thường xuyên thì cái nó sẽ không rỉ đâu mọi người nhé. Đó, đây là cháu Hiệp chia sẻ với mọi người. Các bác mà mua thì cứ gọi điện cho cháu Hiệp. Đó, một bộ như này cháu Hiệp bán là 850 cả 3 con luôn. Đấy. Bộ này là mà đi lai tông là dùng nó xính. Đây là đi chia sẻ trực tiếp cho các bác thôi. Chứ còn hàng tất cả hàng thì đều ở nhà hết mọi người ạ. Đấy. Bây giờ thì anh em mình đang có mặt tại nhà của Xính và Ngọc. Hôm nọ thì
nhận được khá là nhiều thùng đồ. Đó. Cháu Hiệp sẽ có một cái video để test dao cho các bác xem, chặt xương, chặt rồi là thái thịt các thứ cho nó khách quan. Còn hàng cháu Hiệp đã nhập thì phải kiểm tra rồi và phải đến tận xưởng để mà check chất lượng các thứ thì mới có thể là giao bán cho các bác được. Hai vợ chồng lấy củi à? Vâng. Đấy là rừng nhà mình hay là rừng nhà ai? Đây là rừng nhà cái thôi. Nhà cái thôi à? Vâng. Hôm nay thì anh lên đây để xem là cái khu vực đất đai mà thứ nhất là ranh giới, thứ hai là cái khu mà hai vợ chồng trong thời gian tới anh em mình sẽ dựng một cái lều ở để tách khỏi cái lều vịt mà bố mẹ đã gọi là không cho mình ở ấy. Thì sẽ là như nào? Thì bây giờ đứng ở đây sẽ nhìn rõ nhất đất của em đúng không? Xem nào. Anh em mình đứng ở trên đường này thì nhìn rõ nhất đất của mình là từ đâu đến đâu? Từ cái cục kia cột điện trên và đây ở bên kia có một cái rãnh nước để đi thẳng đến rãnh nước. Ở đây có một cái rãnh nước à? Vâng, một cái rãnh nước. Tóm lại là từ cái cây ổi này, cột điện đến cây ổi lên đây. Vâng. Là đưa đất nhà mình. Vâng. Thế em dự định là làm là sẽ làm nhà chỗ nào? Em thì sẽ làm dưới kia. Làm ở dưới kia? Vâng. Bây giờ anh em mình đứng ở đây thì sẽ thấy gần như là cái chỗ mà đất mới này đúng không? Vâng. Là cái khu đất mới này này, có từ thửa này này. xuống là đất của mình đúng không? Vâng. Đấy, đến ranh giới là cái cột điện đến rãnh nước bên cái chỗ ngô xanh xanh kia là đất của mình. Vâng. Đấy. Ở đây thì sẽ nhìn rõ hơn bởi vì mọi khi mà cháu Hiệp ở góc chỗ cột điện bên kia, chỗ rộng rộng kia ấy, quay lên thì các bác sẽ không hình dung được. Và hiện tại thì cái thời gian này thì máy bay flycam ấy thì cũng đang rất là khó dùng bởi vì là bị cấm bay. Do vậy mà những cái miếng đất hay là những cái thực tế nhìn từ trên cao thì cháu Hiệp cũng chưa có những cái thước phim cụ thể lắm. Đấy. Thì trước mắt là anh em mình sẽ hình dung ra cái miếng đất. Trong thời gian tới thì cháu Hiệp sẽ đôn đốc hai vợ chồng, gia đình sẽ tìm kiếm cây rồi cột các thứ về để mà dựng một cái lán. Tóm lại là tách biệt ra khỏi cái lều vịt của bố mẹ và sẽ tránh khỏi những cái cơn thịnh nộ ăn chửi các thứ thôi. Xây nhà dựng cửa thì cái điều đấy thì anh em mình không dám kêu gọi cho hai vợ chồng trẻ mà phụ thuộc hết vào duyên của các cô các bác anh chị, các nhà hảo tâm thôi. Còn bản thân anh em mình thì sẽ không dám đứng ra để kêu gọi đâu. Đấy. Thì ít nhất là mình sẽ dựng một cái lều bằng cây và mái bờ lô thì anh sẽ trích tiền lương của anh ra để mà anh hỗ trợ em nhá. Không biết là quay có rõ không cái miếng đất của hai vợ chồng này này. Đấy, bây giờ thì anh em mình sẽ di chuyển đến cận cảnh cái miếng đất đấy như thế nào và chia sẻ cho các bác. Và hôm nay có một cái thùng quà rất là to, hôm nọ cháu Hiệp có nhận được rồi thì sẽ cũng trao luôn cho hai vợ chồng để vợ chồng sử dụng. Đấy, đi bây giờ anh em mình đi xuống cận cảnh xem nào. Một thửa, hai thửa, ba thửa, bốn thửa. Thửa thứ 5 là thửa đẹp nhất rồi. Đấy. Ngô tốt phết nhỉ. Chỗ này thì cái thửa này thì mà làm nhà thì quá là tuyệt vời rồi. Ranh giới đất bên này với cả đất của nhà em Xính thì rất là rõ ràng bởi vì có một cái mương nước nhỏ đi qua rồi. Đất bên này là đất của ai? Đất thửa này cũng là của em. Vẫn là của thửa em à? Trên này không phải đâu. Từ cái chỗ mộ kia là không phải à? Từ cái hành ấy này đi thôi. À. Vâng. Cái mộ kia là có phải của nhà mình không? À không. À. Vâng. Dự kiến là sẽ làm nhà chỗ nào? Em thì em suy nghĩ là sẽ lại ở đây nhưng mà chẳng có được hay không nữa. Có phải người Mông có tình hướng đàng hoàng chứ đúng không? Vâng. Đấy. Mẹ bảo là nếu mà chuyện đây thì mẹ bảo là làm một cái lá để che bạt về ở một tháng để xem nó không xảy ra cái gì thì mới ở được. Bảo như thế. Ừ. Vâng. Ý là mình ở thử đã đúng không? Ở thử đã xem nó có ở được không. Thế là làm ở đây. Vâng. Mình không làm sát cái cột điện được đâu nhé, bởi vì vi phạm hành lang lưới điện thì người ta sẽ cấm đấy. Em nghĩ kế là nếu mà làm thì làm từ đây thôi. Ừ. Từ đây xuống dưới thôi.
ở đây xuống dưới thì rất là dễ rồi, và chỗ này nếu như mà mình mà lấy điện ấy thì mình chỉ cần bảo người ta là hạ tổng ở đây được rồi. Đấy. Đây là điện của nhà trên kia là vẫn hạ ở đây mà đúng không? Đó. Thì chỗ này là rất là thuận lợi. Bên kia thì làm sao để tránh cái hướng của ngôi mộ ra là được. Đó. Hôm nay anh em mình phải khảo sát thực địa cái miếng đất, cũng như là cho quý khán giả những ai đã gửi tiền về để chuộc miếng đất hình dung ra được là số tiền 23 triệu và 7 triệu tiền lãi từ bố sẽ được sử dụng làm gì. Thứ nhất là để mua chuộc lại cái miếng đất mà trong thời gian các em chữa bệnh thì đã dùng đến rồi. Một cái thửa đất rất là đẹp, bằng phẳng như này. Như này thì chỉ cần dùng cái bàn trang kéo khoảng mấy gầu thôi là sẽ có được cái nền đất luôn. Thứ hai là có cái nền đất dựng nhà đây rồi ấy, thì các em sẽ thuận lợi. Thứ nhất là gì? Có đường nước, có đường nước từ trên xuống đi theo cái mạch cũ. Thứ hai là hệ thống điện thì ở ngay đằng sau nhà rồi. Đấy là những cái thuận lợi. Thứ ba là vật liệu anh em mình cũng, nếu như mà lấy cây các thứ sẽ kéo xuống từ đây luôn. Gỗ các kiểu là kéo xuống là rất dễ này. Đấy. Và sau này mình có thể mình mở một cái đường nhỏ đi đây, hoặc là đi theo đường này. Cái đất mà mới trồng này có phải của mình không? Không, đây là của chú rồi. Của chú à? Vâng. Thế trước cái bảo cho em một miếng làm ở chỗ nào? Chú kia. Chỗ cây ổi kia à? Vâng. Chỗ đấy là của chú mà. Từ cái... À mấy cái thửa kia gì? Vâng. À, mấy cái thửa ruộng đang trồng ngô đây phải không? Mía cái thứ phải không? Vâng. Từ cái thửa trồng mía lên trên là của em cái. Là cho em ở chỗ đấy. Vâng. Tại sao không ở chỗ đấy? Vâng, cái đấy thì cũng có tổ kiến các kiểu rất là nhiều thì cũng không ở đấy. Tổ kiến thì làm sao? Tổ kiến to thì không ở được. Vâng. Chỗ này thì rất là thuận lợi rồi, bằng phẳng đẹp. Và anh em nếu mà khi mà làm cái nhà xong thì anh em sẽ cố gắng quay các bác xem cái thửa đất nó đẹp như nào. Nó cảm giác như kiểu ôm lại cái miếng này thì ở không vấn đề gì đâu. Chỗ này xong nhà ở đây thì vườn tược ở đây luôn. Nương ngô sẽ bạt ngàn ở bên dưới nhà luôn. Có lẽ đây là cái miếng đất sẽ đẹp nhất. Thì hai vợ chồng sẽ cố gắng là bây giờ đã chuẩn bị được tí cây nào chưa? Chưa. Anh thì anh sẽ hỗ trợ mỗi cái mái thôi, nên là chủ động đi. Anh sẽ không nhắc lại cái vấn đề này nhiều đâu nhé. Nếu như muốn làm nhà bằng gỗ mà tự bản thân mình làm ấy thì chuẩn bị dần đi. Đấy, bởi vì khi chuộc đất xong phát là mình sẽ thi công luôn. Còn nếu muốn ở trong cái lều vịt của bố mà nghe chửi suốt thì anh cũng không nói gì nữa. Đấy, nên là anh cũng sẽ không nhắc cái vấn đề đấy nhiều. Đất này thì rất là hoa màu thôi. Đấy, do vậy mà cái điều mà anh em mình trong thời gian tới sẽ thực hiện cùng các em sẽ là một cái mô hình rất đẹp đấy. Có vựa, có nhà, có vườn, có ao, có chuồng. Đó. Tại vì sao lại xác định ranh giới cũng như là quay như thế cho các bác xem? Bởi vì là đến thời điểm hiện tại, Tam Giác Mạch đã nói rồi, hôm trước Tam Giác Mạch cũng đã nói rồi là đủ số tiền để chuộc đất rồi. 30 triệu đó, bây giờ đã hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên thì quỹ 30 triệu để chuộc đất thì sẽ chuộc hoàn toàn đất, cái miếng đất này luôn. Sau đó là trong quá trình chuộc thì cũng sẽ trao đổi, tìm hiểu và nói với bố của Sinh xem thế nào để xin cái chỗ 7 triệu tiền lãi kia. Bởi vì là đang nghèo mà lại lấy lãi thì 7 triệu đấy sẽ rất là tuyệt vời cho vấn đề đi khám cũng như là chữa bệnh cho em Sính. Sức khỏe hiện tại như thế nào? Sức khỏe thì đang yếu quá. Vâng. Tóm lại là uống thuốc không thấy khỏi à? Không thấy đỡ à? Khỏi đỡ nhưng mà không biết là con người cũng rất là mệt thôi. Vâng. Làm gì cũng không làm được. Trong tay thì rất là vàng thì cũng làm gì cũng rất là yếu thì khó. Thật ra thì phải đi xem là bị như thế nào. Còn anh em mình đi khám thì là thoái đốt sống lưng, không thì bác sĩ cũng chỉ kê thuốc thôi. Do vậy mà chưa có một cái biện pháp nào để dứt điểm cả. Đấy. Còn cũng rất là nhiều quý khán giả có gọi cho anh em mình bảo là cho xuống chỗ anh Đạt để chạy chữa ấy, thì thật ra cũng rất là khó mọi người ạ. Bây giờ thì mình cũng chưa biết là cái biện pháp đấy như thế nào. Thứ hai là có phù hợp hay không, hay là chữa xong thì lại càng thêm nặng.
Bởi vì bây giờ đang theo phác đồ của bác sĩ là uống thuốc thì vẫn cứ theo như vậy thôi. Còn cải thiện hay không thì cũng cần phải có thời gian nữa mọi người ạ. Chứ còn một phát khỏi luôn thì có lẽ là chỉ có trong phim thôi. Đấy. Anh em mình sẽ đồng hành đến khi nào mà cái vấn đề sức khỏe của em Xính được khỏi dứt điểm, tôi nghĩ là khỏe mạnh trở lại, thì anh em mình cũng sẽ rút thôi để giúp đỡ các hoàn cảnh khác khó khăn hơn. Còn hai vợ chồng bây giờ đang cũng rất là đang rất là khó khăn và đang ốm đau như thế thì anh em mình cũng không thể bỏ mặc được. Với góc độ là kênh, thứ hai là góc độ là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với các cháu thì sẽ tâm sự thật là như vậy, là sẽ chưa thể nào mà ngừng hỗ trợ các em được. Nhà đi. Hôm nay là hai vợ chồng đi lấy củi, một bó củi to đùng này. Vợ lấy củi thì mình đi hộ cho hộ được cái gì? Mình thì không hộ được cái gì, rất là mệt thì đứng nhìn thôi. Đứng nhìn thôi. Thật ra mỗi lần đến nhà em, anh chỉ muốn đứng ở ngoài thôi. Đấy, hôm nọ thì khi khán giả xem video đã biết rồi, bây giờ là có giường rồi. Đấy, là sát lên đến tận cái cột nhà này luôn. Hiện tại thì anh em mình cũng đang kêu gọi cho cả em Súa nữa. Em Súa cũng hoàn cảnh khó khăn đấy mọi người ạ. Do vậy mà cũng đang cố gắng kêu gọi cho các em để đi chữa bệnh. Nóng lắm nhỉ. Bây giờ còn buổi sớm thì còn tốt. Đẩy cái thùng quà vào đã. Ui. Mọi người ạ, cái thì khả năng là hết tháng 5 này mới được về, bởi vì 30 tháng 4 vừa nghỉ dài. Do vậy mà ông chủ tiệm tóc của cái thì cũng không cho cái nghỉ về để mà làm giấy tờ chụp đất đâu. Thế nên là cô ba anh chị khán giả đã gửi tiền ấy, thì cố gắng chờ hết tháng 5 nhé. Tháng 6 thì em, đầu tháng 6 em cái về thì anh em mình sẽ dứt điểm vấn đề là chụp đất cũng như là phương án dựng nhà dựng cửa sau. Với cả bố thì cũng đi làm nữa, tuy nhiên thì bố ở gần thì gọi phát là về luôn thôi, nên là cũng không vấn đề gì. Anh em mình cũng rất là muốn nhanh thôi, nhưng mà phải tất cả đều phải từ từ. Khi mà chụp đất xong rồi thì sẽ phải hy sinh vài cây ngô thôi, cái khu nền đất làm nhà ấy. Bản thân hai vợ chồng là đã muốn rời khỏi cái chỗ này chưa hay là muốn rồi, bây giờ chụp được thì sang ở bên kia luôn rồi. Đây thì bố là vì bố rất là chuyện gì cũng không ở đây nữa. Thì sẽ tạm biệt cái miếng đất này thôi. Lúc này anh em mình có đến đây thì còi rất là nhiều, nhưng mà không thấy hai vợ chồng, hóa ra là đang lấy củi ở bên kia. Đây là một thùng quà của cô Lương ở Hạ Long nhá. Cô ấy gửi cho em một cái thùng rất là to. Tất cả những cái thùng quà của các cô các bác thì đang trên đường về, thì khi mà nhận được thì cháu Hiệp cũng sẽ lập tức lên video cho mọi người nhé. Do là ở xa, có một cô ở bên Canada gửi cho mình hộp thuốc nữa, tuy nhiên thì cũng chưa nhận được, hiện tại đến hải quan ở Hà Nội rồi nhưng mà chưa ship lên cho mình. Nếu mà đến rồi thì mình sẽ có thuốc để dùng. Đấy. Cái thuốc anh mua là dùng hết chưa? Sắp hết rồi. Còn uống 2 lần, 3 lần nữa thì hết rồi. Vâng. Thế thì dịp sang anh lên anh sẽ mua cho. Một số khán giả cứ kiểu như là chưa xem đầy đủ cái video của anh em mình, do vậy mà cũng chưa hiểu về hoàn cảnh của em Xính, thì quý khán giả mới xem cháu Hiệp cũng chia sẻ lại một chút. Bản thân cháu Xính thì bây giờ đang bị thoát vị, thoái hóa đốt sống lưng lymphoid 4.5. Đấy, là bị tình trạng đau lưng suốt ngày, mệt mỏi. Lúc nào cũng mệt mỏi thôi, da thì xanh xao ốm yếu, lúc nào nhìn người cũng giặt giẹo. Nói thẳng là giặt giẹo đi. Một số khán giả thì có lẽ là chưa hiểu và chưa xem kỹ nên là không biết, là bảo cứ thanh niên này tại sao mà cứ giặt giẹo. Thì cái vấn đề sức khỏe thì có bác sĩ kết luận rồi, chứ không phải anh em mình tự nói mồm hay là tự diễn tự biên, mà là đã đi khám rồi thì đưa ra kết luận là như vậy.
Do vậy mà những cái biểu hiện em Xính đang biểu hiện bộc lộ qua bên ngoài thì mọi người có thể hình dung ra được. Bình thường thì em đi tiểu có vàng không hay là như nào? Đi tiểu thì cũng không vàng mấy nữa. Bình thường. Mệt là mệt, mình cảm giác mệt ở chỗ nào trong người mệt, mình? Mệt con người chân tay thì cũng rất là mệt luôn. Vâng. Kiểu như là thiếu ăn đói đúng không? Vâng. Mệt kiểu đói đúng không? Vâng, mình cũng ăn được. Sáng thì cũng ăn được một bát nữa mà. Một bát hay ba bát nữa mà. Cũng rất là mệt. Nhưng lúc nào cũng vẫn trong trạng thái là mệt. Vâng. Đấy. Cái sức khỏe nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc sinh hoạt của hai vợ chồng. Do vậy mà có thể là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến chưa có em bé. Đấy là anh em mình phỏng đoán vậy thôi. Còn thực tế thì mọi người cũng hiểu rồi là sức khỏe nó ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề sinh nở. Thì cái vấn đề đấy mình tính sau. Trước mắt là mình đã có tiền để đi chữa bệnh rồi. Thì sau khi đi chữa bệnh về thì anh em mình cũng đã trích tiền để mua lương thực thực phẩm lên cho các em. Rồi là những món quà của các cô các bác gửi đến thì đều có là đồ ăn thức uống đầy đủ nữa. Thì phần nào là hỗ trợ cho hai vợ chồng là có cái sinh hoạt rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ khui cái thùng quà của cô Lương để cho mọi người cùng biết xem là bên trong là cái gì. Đi uống nước đi. Nào uống nước em. Họ đi nè. Tôi xin chị bác có lại tông không? À, quên mất lại không mang dao của mình xuống để thử. Rất nhiều thùng quà đang được gửi đến, tuy nhiên thì cũng khá là lo bởi vì là sợ sẽ mang lên nhiều cho các em thì sợ sẽ mất. Nhưng mà thời gian này thì em Xính cũng đang đau ốm thì ở nhà suốt thì cũng đỡ phần nào mọi người. Cái này giống cái quạt không phải. Nào, đây, tự mở đi. Của cô Lương ở Hạ Long, Quảng Ninh. Ui, nặng đấy. Không biết bên trong này là cái gì đây. Nếu mà có điện thì anh sẽ hỗ trợ cho hai vợ chồng một cái quạt rồi. Hình như có mỡ phải không? Rơi mỡ phải không? Bỏ ra xem nào. Cái này mang lên, anh em mình mang lên luôn. Nào. Cái này cho anh. Kia là con moi khô, con tép khô đấy biết không? Giống như con tôm ấy. Ồ, có khi nào là mỡ rơi không nhỉ? Tự nhiên chảy nước ra đây. Trong này là cái gì? Hai cháu Xính Ngọc cố gắng lên chữa bệnh và vợ chồng sống hạnh phúc. Cô cũng chẳng có gì, cô gửi cho hai cháu lọ mỡ lợn và túi mì chính và nửa cân súp. Ít đồ lặt vặt, các cháu cố gắng nhé. Cô luôn theo dõi kênh của Hiệp. Chúc hai cháu hạnh phúc. Đó. À. Thế cái gì? Đựng cái gì? À, xúc các thứ. Này, Ngọc ơi. Quần áo này. Chỗ này có cái xà bông tắm nữa nhá. Xà bông tắm có biết là cái gì không? Lùm mốc hay gì? Chuồn đồ chê. Chuồng đá đề nè. Chuồng đá đề. Chuồng đá đề đấy. Ây da. Ngọc rất là trắng nha nhỉ. Dù làm rất là vất vả nhưng mà rất là trắng. Đây là có mỡ lợn, hình như mỡ lợn chảy rồi. Xách xách ra. Đây là cái gì? Cái này là tóp mỡ. Tóp mỡ à? Ừ. Ôi đúng rồi, bỏ ra đi. Bỏ cái này ra. Tóp mỡ này có thể ăn luôn nhá. Ui. Có phải. À không phải bị thủng đâu mà chắc là bị lật đấy. Đúng không? Đúng rồi. Lật xong bây giờ nó đổ ra. Cái này là của ai đây? Đọc thôi nào. Hết chưa? Hết rồi. Cô nhờ cháu chuyển rèm cho máy một con, hai rèm cửa sổ và một rèm buồng. Ồ, cái này thì gửi cho anh Hoàng thôi mọi người ạ. Rồi, cái này là tép. Cái này là tóp mỡ. Cô đã tra lấy mỡ rồi. Thì bây giờ mỡ này là để nấu này. Còn cái này là mình để ăn này. Mình có thể xào cùng hành này, hoặc là xào cùng đỗ này, hoặc là mình làm nóng lên cũng ăn được rồi này. Hoặc là mình có thể xào với cà chua này. Nhá. Vâng. Đây, tóp mỡ rất là thơm này. Gửi từ Quảng Ninh lên.
Nên đây là mỡ lợn thì rất là tốt rồi. Mỡ thực vật thì nhiều người ăn thì sẽ bị mệt. Vâng. Nhá, treo lên đi, treo cái đồ này lên. À, cái moi này nhá, cái moi khô, tép khô này này. Bỏ cái túi ra thôi, đừng có treo cái túi đây nữa. Cho nó thoáng ra cho đỡ đi bị thiêu. Không sợ lâu quá lại hỏng ấy, đấy, treo lên. Ờ, cho vào cái nồi gì đấy để được luôn. Cho nên mà thao để. Ừ. Cho nên tụi chị Ngọc bao bao. Hả? Chị tao bỏ là. Chị tao bỏ mà chị tao bao hả? Nè, cho nè, cá cho một cái. Đấy, các cô thương, các cô gửi từng chút một lên thì mình sẽ có đồ dùng dần là đồ sinh hoạt. Cái con tép khô có biết làm kiểu gì ăn không? Có. Làm kiểu gì? Nấu canh ăn cũng được. Mình xào ăn cũng ngon mà. Vâng. Hôm nọ có một cô gửi cho rồi đúng không? Vâng. Nên là biết rồi. Hôm nọ có cô gì ở bên miền Nam ấy, hay là Thanh Hóa gì đấy đã gửi cho. Hình như cô Lan ở Thanh Hóa thì phải. Gửi cho tép khô thì anh cũng đã dặn cái bọn em rồi. Mình nấu canh. Hoặc là mình rang với thịt. Tí bọn em bỏ cái rang với tóp mỡ này ăn cũng rất là ngon này. Đó. Anh em mình đã trao tận tay gia đình món quà của cô Lương ở Hạ Long, Quảng Ninh tới hai vợ chồng trẻ rồi. Bên cạnh đấy thì cũng có cái túi quà của máy nữa, những cái rèm. Cái này thì anh em mình sẽ gửi cho anh Hoàng luôn để anh Hoàng tự đi trao. Đấy, các cô các bác đều quý anh em mình nên là gửi những cái món quà thông qua tất cả các kênh để mà các hoàn cảnh đều nhận được những món quà như nhau. Mấy lần anh vào bảo hai vợ chồng như thế thì Ngọc có hiểu không? Tức nghĩa là mình đủ tiền để chuộc đất rồi. Thì bây giờ mình chuẩn bị là xin cây rồi các thứ để dựng một cái lều ở trên đất nhà mình nhá Ngọc nhá. Hay lý bao chứ bao? Bao kém à? Hả? Có khi xin để bảo bằng lại, nó mông lại để Ngọc hiểu hơn. Ừ. Thật từ từ cái lò mà pê... Pê thẻ nhiệm mà pê dua dua tê lơ. Dua tê mà pê hòa y lu chê mê mê. Tì lào mà chỉ muốn tàu mà pu nê plau chi chào đẩy 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 bà lô vua lu chê sư. Còn lu chê có nê hòa li chà mà nê một tài lơ lò tài tông nè sông nè dò dò. Mà ua gió nê tê chứ. Cho họ đi mà từ giờ mà lo chế chế nê mà tôi xưa. Tôi xưa mà nê mùi dưỡng mù nọt xua mà có chỉ tàu chứ chỉ bao ớ. Dạ dạ. Ừ. Đó. Bây giờ thời gian này thì có làm việc gì nhiều không như như vợ em ấy? Vợ thì... Bữa sáng thì cũng lấy một chuyến cụ, xong là buổi chiều thì hộ mẹ cắp một chuyến cọ nữa thôi. Vâng. Có phải vun ngô hay là làm gì khác hay là đi làm thuê nọ kia không? Vun ngô thì cũng làm nữa. Bây giờ mùa này hộ trồng ngô rất là nhiều thì cũng đi trồng ngô các kiểu thôi. Vâng. Thế còn bản thân em thì làm được gì? Em thì chân tay cũng rất là mệt thì cũng không làm được gì trong nhà thôi. Vâng. Việc nặng cũng không làm được thì cũng rất là khó. Cái lưng thì bị đau như thế thì nó không làm được việc nặng là đúng rồi. Còn cái mệt mỏi với cả cái chân tay cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi thì cái điều đấy anh em mình cũng chưa hình dung ra được là như thế nào, sự thật là ra làm sao. Đấy. Còn các bác cứ bảo anh em mình đi chỗ này chỗ nọ, thật ra cũng muốn đi. Tuy nhiên thì cũng phải xác minh nọ kia thì mới dám đi được. Còn khi mà đưa các em đi rồi thì đều mong muốn là cái khả năng chữa được như bệnh viện ấy thì mới là có hy vọng. Chứ còn mỗi cứ đi tù mù thì nhiều lúc cũng rất là khó. Thì hôm nay một lần nữa là anh lên đây để anh xác minh cái khu đất mà làm. Thì thứ nhất là mình chủ động cây các kiểu nhá. Thứ hai là nhờ mẹ xem thầy nào người ta có thể
giúp mình xem cái hướng nhà các thứ. Thì nên xem. Hy sinh vài cây ngô đi, khả năng chỗ đấy sẽ được khoảng một gùi ngô đấy, nhưng mà bỏ đi. Đúng không? Cái quan trọng nhất là anh đã hỗ trợ các em chuộc lại đất, thì anh cũng muốn là bọn em sẽ thoát khỏi cái túp lều tạm bợ này, để không gian sống nó thoải mái hơn thì mình mới khỏe. Thứ hai là mình tránh được những cái cơn chửi của bố thì mình mới yên tâm mà sống. Đó. Thứ hai là anh em mình cũng thông tin tới mọi người rằng là cái thì phải đến tầm đầu tháng 6 thì cái mới được về. Do vậy mà muốn chuộc đất thì phải có người cắm đất và người cắm đất và chủ của cái miếng đất đang cắm đấy, rồi là các bên thì mới có thể tiến hành chuộc được, chứ không phải là anh em mình muốn câu giờ hay là câu view, câu like hay là làm gì cả. Nếu mà cái về luôn thì anh em mình cũng sẽ chuộc luôn và tiếp tục sẽ chia sẻ câu chuyện tiếp. Thì còn cái vấn đề mà hỗ trợ làm nhà, xây nhà hay không ấy, thì cái đấy cháu Hiệp cũng không dám tâm sự nhiều, mà phụ thuộc hết vào tình cảm của các cô, các bác, các anh chị nhà hảo tâm thôi. Cái kia dính mỡ thì thôi. Nguyên thì lo cho là ngăn, mà để phơi ra ngoài cho khô đi. Mình vẫn có thể dùng đựng cái gì đấy mà. Thật ra thì bản thân anh thì cũng rất là thương hai vợ chồng, nhưng mà cũng không biết thế nào. Bây giờ thì có mong muốn là nhờ kênh anh để hỗ trợ kêu gọi làm nhà hay không? Nếu nói thật, tâm sự thật. Em thì cũng rất là muốn có một căn nhà đẹp ở theo hàng xóm, hay là có nhà ở giống như hàng xóm người ta. Nhưng mà cũng ốm đau như thế thì cũng không đi làm được thì cũng rất là khó. Bởi vì vợ một con gái thì cũng nhỏ tuổi, không biết cái gì, thì đi xem, đi thấy ngôi nhà của hàng xóm người ta đẹp thì vợ cũng về kêu em là sao mà người ta có nhà đẹp vợ thế, sao hai vợ chồng cứ ép một cái liều như thế này. Thì vợ nói một câu đấy thì cũng rất là khổ cho em, bởi vì em là một đàn ông mà cứ suốt ngày ở nhà như thế cho vợ làm một cái viền nạn thôi, thì lấy vợ được ban nan rồi thì cũng không có một ngôi nhà đẹp cho vợ ở thì cũng rất là khó. Em cũng không muốn nhờ em kêu gọi cho em, nhưng mà em sợ là nếu mà em kêu gọi giúp em thì sợ các nhà hảo tâm với các bác chịu em là sao và hai vợ chồng trẻ khỏe thế mà em có đứng cầu nối, là cầu nối kêu gọi giúp hai vợ chồng em thì em cũng rất là khó. Bởi vì em thì em cũng rất là tốt, nhưng mà em cũng không muốn nhờ em kêu gọi để giúp căn nhà hay là cái gì đấy. Nhưng mà em suy nghĩ là nếu mà em kêu gọi giúp em rồi thì em cũng sợ là các bác chịu anh bảo là sao hai vợ chồng trẻ như thế mà cũng đi kêu gọi hay là đi cái nọ cái kia, nhưng mà cũng rất là khó cho anh. Rồi em cũng rất là thương anh nữa, bởi vì anh cũng không biết gì, cũng bị chịu như thế mà cũng rất là thương anh. Thật ra thì bản thân anh thì bản thân cháu Hiệp thì cũng, thật ra cũng không dám kêu gọi gì cả, chỉ hỗ trợ phần nào cho bọn em, kêu gọi cho bọn em có tiền đi chữa bệnh là anh đứng ra anh kêu gọi, bởi vì chữa bệnh cứu người nó là cái việc rất là cần thiết. Còn như em Xính chia sẻ thì cũng rất là đúng thôi. Em ấy thì cũng rất là thương vợ, mong muốn là có một căn nhà, tuy nhiên thì là cho vợ ở như người ta, bởi vì làm dâu 3 năm rồi thì cũng chưa bao giờ có giấc ngủ ngon mà chỉ ở như thế này thôi. Tuy nhiên thì bản thân ốm đau bệnh tật thì cũng không đi làm thuê được, không làm kiếm tiền được để mà có căn nhà khang trang, do vậy bố mới đuổi ra đây ở đấy. Còn em mà nghĩ cho anh cũng đúng, bởi vì là bản thân anh ra khi mà đứng ra kêu gọi cho các hoàn cảnh còn trẻ nhé, còn khỏe thì em là không khỏe rồi, còn trẻ thì chắc chắn là sẽ có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên thì cái duyên và cái lộc của các nhà hảo tâm đến ai thì người đấy hưởng thôi. Anh em mình cũng luôn quan niệm rằng là gì, các nhà hảo tâm muốn hỗ trợ ai, muốn tài trợ ai, đấy là tấm lòng của họ và họ có quyền là giúp. Điều đấy thì những khán giả sẽ không thể nào mà trách Tắm Giấc Mạch được.
các cô các bác mà muốn giúp ai đó thì đấy là tấm lòng vàng của các bác hướng về người đó, thì chúng cháu là cầu nối thì chỉ biết là giúp đỡ và thực hiện mong muốn thôi. Đương nhiên là hoàn cảnh nào có sự tiến bộ và có tương lai thì mới giúp, chứ còn người nào mà lười biếng hay là ham ăn lười làm không chịu khó thì anh em mình sẽ cắt luôn, cạch luôn từ đầu, chứ không phải là hỗ trợ. Kể cả là có đau ốm đi nào đi chăng nữa thì bọn anh cũng sẽ không hỗ trợ nhé. Thế nên là những thước phim của anh chia sẻ lên, các bác, các cô, các chú hỗ trợ thì anh sẽ nhận cho em và sẽ giúp hai vợ chồng em thay đổi cuộc sống và chữa bệnh khỏe để sau này có cuộc sống tốt hơn. Còn bản thân anh thì cũng không dám đứng ra để mà thẳng thắn kêu gọi cho hai vợ chồng một cái gì đấy rõ ràng ngoài cái việc chữa bệnh nhá. Thì anh em mình cũng tâm sự với mọi người như vậy. Thì trong thời gian tới đầu tháng 6 cái về thì sẽ chuộc đất. Còn bây giờ thì có những cái câu chuyện gì trong cuộc sống, hay là có cái điều gì mà xảy ra với các em, hay là có món quà nào gửi đến thì anh em mình cũng sẽ lên để mà gửi cho các em thay mặt các nhà hảo tâm, và dặn dò các em vừa cũng như là lên để mà quán xuyến cuộc sống các em để các em thay đổi dần dần, rồi là theo dõi tình hình sức khỏe, xem có địa chỉ nào mới thì anh em mình cũng sẽ kết nối cho các em có một cái sức khỏe tốt hơn. Còn bây giờ thì anh em xin phép dừng cái video này tại đây. Một lần nữa là cảm ơn cô Lương ở Quảng Ninh đã có những cái món quà gửi tới hai vợ chồng trẻ. Thì bản thân em Xính cũng mong muốn gửi lời cảm ơn tới cô Lương, thì anh Tam Giác Mạch sẽ nhường lời cho em Xính nhé. Hai vợ chồng cháu Xính xin cảm ơn cô Lương rất là nhiều. Cô đã gửi những mớ các kiểu mì chính và xúc rất là nhiều, quần áo các kiểu rất là nhiều về cho hai vợ chồng cháu. Cháu xin cảm ơn cô rất là nhiều và cháu chúc cô thật nhiều sức khỏe. Cháu xin tụ bò chỉnh bố khăn chờ hả? Bố cho xú mì chính tượng hả? Cháu xin tụ bò. Tôi nghĩ là vợ nói gì? Xính dịch lại hộ anh hả? Em đi. Nói là vợ xin cảm ơn bác rất là nhiều. Bác đã gửi những mớ quần áo xúc các kiểu rất là nhiều về cho hai vợ chồng cháu ăn. Thì cháu ngầu gọi là cháu cảm ơn bác rất là nhiều. Cố gắng để mà cho vợ nói tiếng Kinh nhiều hơn một tí, rồi là không phải ngại đâu nhé. Bọn anh đến không phải ngại. Thứ hai là gì? Anh cũng như các anh của bọn em thôi. Rồi là các bác cũng như người cha người mẹ của mình thôi, thương mình gửi món quà về thì mình phải biết ơn, phải biết cảm ơn nhé. Cái điều đấy không có gì ngại cả Ngọc nhé. Đấy, bây giờ anh em mình về đây, hẹn gặp lại quý khán giả trong những thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.